Johnny xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ ngày hôm qua đến nay thì như là thông tin ở trên các diễn đàn mạng xã hội thì chắc quý vị cũng đã biết rằng vào chiều ngày 22 tháng 4 năm 2020 thì Tổng thống Donald Trump đã ký một cái thông cáo hành pháp về vấn đề là tạm dừng lại, tạm thời, gọi là nôm na là Việt Nam hay dùng từ cấm đi ha, tạm thời cấm những người di dân nhập cư vào đối với những người di dân hợp pháp. Những người di dân hợp pháp là những người được bảo lãnh, được thân nhân bảo lãnh mà đã đến cái giai đoạn được cấp visa rồi. Và bây giờ Tổng thống Trump, ông muốn dừng lại, có nghĩa là cấm những người đó, không cho những người đó đi vào Mỹ tạm thời trong vòng 60 ngày, bắt đầu từ 11 giờ 59 phút tối ngày 23 tây tháng 4 năm 2020 giờ của New York. Thì cái thông cáo hành pháp này được ban bố, được ký vào cái ngày 22 tây tháng 4 năm 2020, là mới chiều ngày hôm qua thôi thưa quý vị. Và khi mà ký ra, nó gây lên một cái làn sóng tranh cãi rất là khủng khiếp giữa mọi người với nhau, giữa các những người làm dịch vụ với nhau, rồi giữa những người luật sư với nhau, và thậm chí là giữa những người luật sư với thân chủ, rồi những người làm dịch vụ với thân chủ nữa. Nó gây ra một cái, bởi vì mỗi người hiểu mỗi một cách khác nhau đối với cái thông cáo hành pháp này. Cũng như Johnny ngày hôm qua đến nay là nhận được, trời ơi, rất nhiều cuộc gọi, rất nhiều tin nhắn mà Johnny không dám trả lời. Là tại vì hỏi John, và cái câu hỏi mà quý vị đặt ra với John nhiều nhất và phổ biến nhất đó là gì? Đó là những người đã được cấp visa định cư trước khi cái thông cáo hành pháp này được ban hành. Vậy thì những người đó có đi được hay là không? Có bị áp dụng vô cái thông cáo hành pháp mà bị cấm nhập vô trong Mỹ hay là không? Thì không có trả lời được, là tại vì bởi vì cái câu hỏi đó mà cái thông cáo hành pháp này nó rất là confused, nó rất là làm cho người ta hoang mang, cho nên chưa trả lời. Thì ngày hôm nay sau một thời gian tìm hiểu, tối hôm qua, chiều hôm qua lúc 6 giờ rưỡi John đã gọi lên bên qua bên Nhà Trắng. Thì thật ra là John nhận được câu trả lời là mấy cái house office nó đều đóng cửa và đều nghỉ hết rồi, bởi vì quá giờ làm việc. Nhưng mà cái cô mà trực cái điện thoại đó, John không biết là cổ làm gì, nhưng mà cổ có nói là theo cái sự hiểu biết của cổ là cổ cũng đã trả lời cho John biết là nó áp dụng như thế nào. Rồi sáng ngày hôm nay John cũng đã có gọi lại với bên phía Nhà Trắng, tại trong cái khung giờ làm việc thì John cũng đã nhận được những cái câu trả lời từ bên phía Nhà Trắng về cái vấn đề này. John sẽ chia sẻ ngay sau đây đây. Nhưng mà rất là tiếc là John có xin ghi âm, nhưng mà thật tiếc là ở bên đó họ nói là cái câu trả lời của họ không phải là official answer, cho nên là họ không có đồng ý với cái vấn đề ghi âm, cho nên là John không thể ghi âm được. Nhưng mà John sẽ cố gắng bám sát vô cái thông cáo hành pháp này để cho quý ông bà và anh chị em có thể hiểu một cách rõ ràng, minh bạch và đúng đắn nhất, để chúng ta không bị hụt hẫng, chúng ta không bị mất đi những cái cơ hội được sang Mỹ định cư, và để chúng ta tránh những cái sự hoang mang rằng là ôi trời ơi, tôi không biết tôi có đi được không, rồi tôi có kế hoạch đây, tôi bị lỡ dở cái hạch nha ông bà và anh chị em nha. Rồi ngay bây giờ đây, hãy cùng với John chúng ta nhìn lên màn hình, nhớ theo dõi video này cho đến phút cuối cùng, bởi vì những cái gì mà quý ông bà anh chị em thắc mắc, John sẽ cố gắng giải quyết hết, chia sẻ hết trong cái video clip ngắn này. Bây giờ chúng ta hãy cùng bám sát vô trong cái thông cáo hành pháp của Tổng thống Trump nha. Đây, chúng ta nhìn trên màn hình. Cái thông cáo hành pháp gọi là Proclamation's Order thì nó được ký về vấn đề immigration, là nhập cư, vào ngày 22 tháng 4 năm 2020. Đây, quý ông bà nhìn lên màn hình ha. Và cái này tôi đang lấy từ website chính thức từ Nhà Trắng là whitehouse.gov, là website chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, của Nhà Trắng, chứ không phải là website bậy bạ nha quý ông bà và anh chị em nha. Tiếp theo, kéo xuống, trên là Tổng thống Trump nói dông dài là cái lý do tại sao vì Covid-19, vì bảo vệ job rồi bị tùm lum tà la các thứ, là bởi vậy tại sao mà có cái thông cáo hành pháp này, bla 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 bla, dài giống. Nhưng mà chú trọng nhất
quan trọng nhất, muốn gọi là chi tiết nhất, nó vẫn là tám cái section cuối cùng của cái thông cáo hành pháp này, đi dẫn từ section 1 cho tới section 8. Thì bây giờ chúng ta cùng coi nha. John, để tiếng Anh thì có thể là rất là nhiều quý bà và anh chị em không hiểu. Thôi, chơi công cụ luôn, Google dịch. À, thần thánh lắm. Dịch ra một cái để cho quý bà và anh chị em chúng ta cùng đọc và cùng nhau hiểu cái vấn đề để làm gì. Ok, trong cái section 1 gọi là mục 1 đi. Việc đình chỉ nhập cảnh đối với những người ngoài hành tinh, những người ngoài hành tinh nó gọi là aliens. Aliens là dịch ra bóng bẩy là người nước ngoài. Nhưng mà Google chắc nó thông minh quá cho nên nó dịch tới thiên đàng, tới người ngoài hành tinh lận. Nhưng mà thôi chúng ta cũng hiểu vậy đi ha. Với tư cách là người nhập cư bị đình chỉ và giới hạn theo mục 2. Rồi ok, chúng ta xuống mục 2 nha. Mục 2 nói cái gì? Mục 2 là cái điều làm cho người ta hoang mang nhất từ hôm qua đến giờ. Mục 2 họ nói ở mục 2 mà trong cái số A nhỏ, họ nói là việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh theo mục 1 của tuyên bố này chỉ áp dụng cho những người nước ngoài, là những người số 1 nhỏ nè đang ở bên ngoài Hoa Kỳ, từ vào bên ngoài Hoa Kỳ vào cái lúc mà cái thông cáo hành pháp này hiệu lực là 11 giờ 59 phút ha, 11 giờ 59 phút khuya ngày 23 tháng 4 2020. Mục số 2 không có thị thực nhập cư có giá trị vào ngày tuyên bố này có hiệu lực, có nghĩa là vào cái thời điểm hiệu lực là tối nay nè, là 11 giờ 59 phút tối nay nó có hiệu lực, và những người nào chưa được cấp visa thì sẽ không được cấp visa nữa, và sẽ chờ cho đến khi nào cái lệnh này được gỡ bỏ thì mới được cấp visa lại. Đó. Rồi cái điều số 3 nhỏ là cái điều mà nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc của bà con từ hôm qua tới giờ. Cái thắc mắc của bà con là có visa trước kia rồi, có nhiều người phỏng vấn đậu tháng 1, tháng 2, tháng 3 có visa rồi. Vậy thì những người có visa đó rồi có đi được không? Ok, trong cái mục số 3 nhỏ này sẽ giải quyết hết cái vấn đề đó. Cái mục số 3 họ có nói nha. Những cái người nào mà không không nha, không có tài liệu du lịch chính thức ngoài cái vấn đề visa ra. Tại vì ngoài cái vấn đề visa ra nó còn nhiều cái vấn đề khác nữa. Ông Trump ký thêm cái mục số 3 này là để ổng không muốn làm bể cái kế hoạch của quý vị. Đấy, advance payroll có nghĩa là advance payroll là cái form I-512. Thường thường cái advance payroll nó sẽ đi chung với cái work permit của quý vị. Cái trường hợp này được áp dụng đối với những người là du học sinh, du lịch hoặc là những cái người mà đi qua Mỹ diện K-1 trước kia và đang nộp hồ sơ xin thẻ xanh. Thì thông thường á, trong thời gian chờ đợi được approve thẻ xanh thì quý vị sẽ được sở di trú cấp cho một cái gọi là cái work permit, và một cái nếu quý vị có xin điền đơn I-131 thì quý vị sẽ có một cái advance parole, nó gọi là giấy phép tái nhập cảnh, nói nôm na là vậy, nó giống như cái re-entry permit vậy. Là những người đó họ chưa phải là thường trú nhân chính thức nhưng họ có cái giấy tái nhập cảnh từ Hoa Kỳ, và cái giấy tái nhập cảnh đó phải được cấp, phải được issue trước cái thời điểm hiệu lực của cái thông cáo hành pháp này. Có nghĩa là những người được cấp trước kia rồi bây giờ đi đi về Việt Nam xong nó vòng qua được, không thành vấn đề, mua vé bay bay thôi. Nhưng mà những cái người nào mà sau khi hiệu lực rồi mới đi xin cái tờ giấy đó hoặc là được cấp cái tờ giấy đó rồi bây giờ đi về Việt Nam thì kẹt luôn nha, không qua được nha. Đó, nội dung của cái mục số 3 nó rộng lắm, nó hạn chế đủ thứ nhưng nó mở ra đủ thứ cho chúng ta. Ở cái mục số 3 này, quý ông bà và anh chị em nhìn kỹ cái mục số 3 này để mà chúng ta có thể hiểu được. Tiếp theo nữa, chúng ta hãy nói đến cái mục B nhỏ. B nhỏ nói gì? Cái mục A nhỏ thì áp dụng cho những cái người này, nước Cộng sản Việt Nam thì gọi là đối tượng, thì cho dùng từ đối tượng đi cho quý ông bà và anh chị em dễ hiểu, là áp dụng cho những đối tượng 1, 2, 3. Ok, thì áp dụng cho ai nhưng mà cũng sẽ không áp dụng cho ai.
Bây giờ chúng ta nói đến cái phần mà cái thông cáo hành pháp này không có xài, không có giá trị cho những người nào. Mục đầu tiên trong cái phần B nhỏ này là gì? Là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, là những người nào đã có thẻ xanh rồi. Ok, những người nào đã được cấp thẻ xanh đi về Việt Nam rồi, bây giờ muốn quay trở lại Mỹ không thành vấn đề, muốn đi là đi, không khe. Cái thông cáo hành pháp này không áp dụng cho họ. Ok, vấn đề thứ hai nữa, bất kỳ người nước ngoài nào chuẩn bị đến Mỹ bằng visa định cư nhưng với tư cách là một bác sĩ, một y tá, một chuyên gia chăm sóc sức khỏe để thực hiện việc nghiên cứu hoặc là hỗ trợ cho nền y tế Mỹ chống lại cái con COVID-19 là được miễn trừ, là thoải mái, muốn đi là đi. Và những cái người đó luôn luôn được welcome ở Mỹ, không có chống, miễn là bác sĩ, y tá nè, hoặc là người chăm sóc nè, hay là những người nghiên cứu về cái con COVID-19 hay là cái gì đó thì được đi. Thêm cái nữa là có nhiều người là bộ trưởng bộ ngoại giao nè, bộ trưởng an ninh nội địa nè, thì những cái người đó là được đi. Và ngoài những cái người đó được đi ra thì con vợ chồng con cái của họ cũng phải được ăn theo. Có kiểu giống như là một thằng làm quan cả họ được nhờ, giống vậy. Thì có nghĩa là chỉ cần trong gia đình đến Mỹ để mà thực hiện những cái vấn đề y tế để hỗ trợ nước Mỹ vượt qua cái dịch COVID-19 thì là gia đình của họ ok vô tư, đi là đi, không có bị ảnh hưởng ha. Tiếp theo nữa là mục số 3 là bất kỳ người nước ngoài nào đang xin visa vào Hoa Kỳ theo chương trình nhà đầu tư EB-5, EB-5 cho thấy ở trên các diễn đàn di trú, cho thấy ở trên các diễn đàn mạng xã hội nói rằng có cái diện EB-3 nữa nha. Quý vị nên nhớ, ở đây không nhắc gì đến diện EB-3. EB-3 là một diện định cư lấy thẻ xanh bình thường bằng cách lao động mà thôi. Cho nên trong cái thông cáo hành pháp này không nói gì đến cái EB-3. Cho nên quý bà và anh chị em lưu ý nha, sở dĩ cái chương trình EB-5 này được ông Trump ông cho vô nước Mỹ là tại vì sao? Muốn làm được cái EB-5 này đầu tư cả triệu đô la, là cho các vùng thôn quê xưa hẻo lánh là 900 ngàn lận. Rồi những cái thành thị lớn như California nè, như Texas nè, hoặc là như các tiểu bang lớn như Washington nè, hoặc là Oregon nè, những cái tiểu bang lớn như vậy đầu tư tới 1.8 triệu lận, đem tiền vô nước Mỹ. Ông Trump ông là businessman mà, cứ đem tiền vô ổng là ổng welcome. Đó là lý do tại sao chương trình đầu tư EB-5 nó không có bị ảnh hưởng là vậy. Còn EB-3 không có nhắc tới. Cho nên quý vị đừng nhầm lẫn, cho anh thấy rất nhiều ở trên các diễn đàn nói đến cái chuyện EB-3, không có nha quý ông bà và anh chị em nha. Đồng thời nữa, tin vui cho quý ông bà và anh chị em nào là công dân Hoa Kỳ đang bảo lãnh vợ chồng của mình, thì những cái người nào là vợ chồng của công dân Hoa Kỳ đều không ảnh hưởng bởi cái thông cáo hành pháp này. Ngoài vợ chồng ra còn có con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ nữa, dù là con ruột, con nuôi, hay là con vợ, hay là con chồng, con riêng của vợ, con riêng của chồng gì đó đều không bị ảnh hưởng bởi các loại visa IR là IR1, IR2, IR3, những cái loại visa đó không có bị ảnh hưởng. Tiếp theo nữa, nói chung là từ cái mục số 6 trở về sau thì là nó liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia Hoa Kỳ, nó lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, những cái điều này thì chắc chắn là rất là hiếm hoi trong tất cả các thành phần bà con đang chờ visa hoặc đã được visa đến Mỹ. Tại vì chúng ta được bảo lãnh từ của gia đình mà, cho nên đa số là chúng ta từ mục 1 cho tới mục số 5 là hết rồi ha. Đó là những cái người nào mà được miễn trừ là không bị cái proclamation này bị ảnh hưởng đó. Rồi thêm cái nữa là cái section 3 là cái mục số 3 thực hiện và thi hành. Ông Trump ổng đưa ra luôn, thực hiện và thi hành tôi đưa về xuống cho các ông tổng lãnh sự Mỹ ở các nước,
sẽ có trách nhiệm xử lý cái vụ này. Những người nào mà thuộc trong cái nhóm miễn trừ như là con, vợ con của công dân Hoa Kỳ hay là cái gì đó thì được miễn trừ. Ví dụ bị cái gì đó thì tổng lãnh sự vẫn phải cấp visa cho họ đi. Nhưng mà tổng lãnh sự là cái người quyết định cái người này có được miễn trừ để cấp visa hay là không. Còn ngoài ra những trường hợp khác, tổng lãnh sự sẽ không cấp visa, tổng lãnh sự sẽ không issue visa, tổng lãnh sự sẽ không phát ra bất cứ một cái giấy tờ nào visa hết và sẽ không có phỏng vấn trong vòng at least là 60 ngày hoặc có thể sẽ hơn cái phần đó nếu mà cần thiết. Có tiếp đến cái vợ có nói nha, một người mà ở bên nước ngoài mà khai gian khai dối để mà xuyên tạc, để mà bẻ gãy đi cái thông cáo này và để lừa dối để đạt được cái mục đích di dân á, thì sẽ bị trục xuất. Ở đây nó dùng từ removal là trục xuất, là revoke hết cái visa đó luôn, là hủy bỏ cái visa và removal là ra khỏi nước Mỹ luôn, là trục xuất nha. Thêm một, chúng ta đọc tiếp đến cái section số 4 là cái vấn đề mà nó dùng từ tiếng Anh đó là termination. Termination là chấm dứt, là kết thúc cái thông cáo hành pháp này. Thì cái thông cáo hành pháp này sẽ được hết hạn sau 60 ngày kể từ cái ngày hiệu lực, là 23 giờ 59 phút ngày 23 tháng 4 năm 2020. Thì có hiệu lực 60 ngày thôi, nhưng mà nếu mà hết 60 ngày đó sẽ được tiếp tục nếu mà cần thiết. Cái chuyện đó chúng ta sẽ không bao giờ biết được. 2 tháng sau lận, đôi khi ông Trump ông cảm thấy ồ đủ rồi, không cần gia hạn nữa thì nó sẽ hết. Còn nếu mà ông Trump cảm thấy là chưa được, muốn nữa, thì ổng sẽ cho một cái thông cáo hành pháp tiếp để mà gia hạn cái thông cáo hành pháp này. À, vậy ha. Nhưng mà ổng có nói thêm cái nữa là bất cứ khi nào, nhưng mà trong vòng 50 ngày thôi, từ cái ngày có giá trị hiệu lực, trong vòng 50 ngày thôi, thì Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa nè, rồi Bộ trưởng Ngoại giao nè, Bộ trưởng Bộ Lao động nè, có thể đề nghị sửa đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ hay là cái gì đó tùy theo cái tính hợp lý, hợp pháp của cái thông cáo hành pháp này. Thì ổng vẫn luôn open, ông Trump ổng open ra để cho ổng không có độc tài mình ổng. Ổng vẫn cho những cái bộ trưởng của các cơ quan xung quanh liên quan đến cái vấn đề immigration để mà hỗ trợ với ổng nếu cảm thấy những cái điều gì đó nó chưa đúng, nó chưa hợp lý đối với cái hiến pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thì có thể đề nghị ổng cái vấn đề sửa đổi. Tất nhiên cái sự sửa đổi đó nó phải có sự hợp lý trong đó, và tất nhiên cũng phải cần đến một số lượng người cố vấn để mà mọi thứ nó sẽ được trơn tru hơn. Cái section số 5 là ổng nói đến cái ngày hiệu lực mà nãy giờ Johnny nói ra rã luôn. Cái ngày hiệu lực là 11 giờ 59 phút tối giờ Eastern Time của ngày 23 tháng 4 năm 2020. Ok. Rồi, nói chung là tới cái section số 5 là đủ rồi. Là quý vị cũng đã hiểu tường tận cái thông cáo hành pháp này như thế nào. Nãy giờ Johnny cũng đã show cho quý vị thấy không có nói điều. Ok. Không có chế ra mà nói, và Johnny bám sát theo cái thông cáo hành pháp trên chính website của Nhà Trắng để mà chia sẻ đến cho quý ông bà và anh chị em. Tóm lại một điều rằng cái thông cáo hành pháp của Tổng thống Donald Trump nó sẽ có hiệu lực áp dụng đối với, thứ nhất, những người nào đang ở bên ngoài Hoa Kỳ, có visa hay không có visa chưa cần nói, nhưng cứ ở bên ngoài Hoa Kỳ là được áp dụng bởi cái thông cáo hành pháp này. Cái vấn đề thứ hai là những người nào mà chưa được cấp visa định cư thì sẽ bị áp dụng bởi cái thông cáo hành pháp này. Vấn đề thứ ba nữa, có nghĩa là những cái người nào mà có vé máy bay được cấp visa trước kia, có vé máy bay được mua trước kia nhưng mà bây giờ mới đi, và đi vào tháng 5 vẫn đi được bình thường, không có sao hết. Là tại vì đây, ổng nói, ổng dùng cái từ dịch qua tiếng Việt đó, thì nó sẽ hơi hơi phức tạp, nó sẽ khó hiểu một chút. Nhưng mà nếu để tiếng Anh đó, thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Ổng không có nói là cấm từ bên Việt Nam. Ổng nói là the entry. The entry là cái vấn đề đi vô nước Mỹ, nhập cảnh vô nước Mỹ. The entry
into the United States of aliens as immigrants is hereby suspended and limited subject to section 2 of this proclamation. Có nghĩa là cái vấn đề đi vô nước Mỹ, the entry, chứ không phải là cái vấn đề xuất cảnh, cái đi ra khỏi Việt Nam. Quý vị có thể đi ra khỏi Việt Nam được, nhưng mà cái vấn đề mà được nhập cảnh vô Mỹ, it's not guaranteed, nó không có được đảm bảo cho quý vị. Cho nên cái thông cáo hành pháp này rất rõ ràng, quý vị phải bám sát theo cái nội dung của cái thông cáo hành pháp này. Sau một cái thời gian để mà tham khảo ý kiến của các giới luật sư ở bên đoàn luật sư ở bên Houston thì đã file down ra cái vấn đề này. Và ngày hôm nay Johnny tự tin ngồi đây để mà chia sẻ với quý ông bà và anh chị em cái nội dung của này, để ai cảm thấy mình đủ điều kiện thì cứ mạnh dạn xếp hành lý mà đi. Còn khi chúng ta không đủ điều kiện để đi thì tạm thời chúng ta cứ ở nhà, cứ ở bên Việt Nam đó để mà trốn dịch. 2 tháng sau coi tình hình như thế nào rồi chúng ta mua vé máy bay đi cũng cũng còn kịp, chứ không có trễ. Cho nên là chúng ta đừng cố gắng, thà chúng ta chấp nhận cái vấn đề sự thật là đi không được để rồi chúng ta không mất mát gì, chứ đừng để mà chúng ta ngoan cố, chúng ta cứ nói là người này nói là đi được, người kia nói là đi được thì sẽ ảnh hưởng lớn. Tại vì nếu quý vị không nhập cảnh được vào Mỹ thì nó sẽ mệt mỏi lắm, quý vị phải bay về Việt Nam. Thêm một cái vấn đề quan trọng, vấn đề rất quan trọng, những người luật sư ở bên đây, Johnny thấy có một số người đã trả lời là ổng không ngăn chặn cái cấp visa mà ổng block cái thẻ xanh, ổng block cái issue thẻ xanh. Oh my goodness, trong cái thông cáo hành pháp này của ông Trump không hề nói gì đến cái vấn đề thẻ xanh. Thưa quý vị, quý vị không tin, nhìn lên màn hình đi, Johnny tìm cho quý vị coi. Nếu có cái chỗ nào mà nói về vấn đề thẻ xanh, chặt cái đầu Johnny xuống. Johnny tìm thử cho quý vị coi nè, nhìn lên màn hình nha. Tìm nè, green card nè. Không hề có, kết quả tìm kiếm là 0/0. Hoặc là permanent resident card nè. Kết quả cũng là 0/0. Green card là mình nói, nhưng mà đôi khi trong cái những cái từ chuyên môn họ dùng là permanent resident card cũng là không có. Chứng tỏ trong cái thông cáo hành pháp này của Tổng thống Donald Trump, ổng không nói gì đến cái vấn đề green card, ổng không nhắc gì đến cái chuyện là block green card. Những người nào đã qua Mỹ rồi thì cái thẻ xanh vẫn được sản xuất, vẫn được cấp cho quý ông bà và anh chị em bình thường. Có nghĩa là không có cái vấn đề gì về vấn đề thẻ xanh hết. Vậy mà, oh my goodness, quý vị thấy không? Hồi nãy John show cho quý vị coi ha. Là cái ổng ký cái giấy này, cái thông cáo hành pháp này vào ngày 22 tháng 4. Thế mà cái đám truyền thông thổ tả là cái đám dân chủ. À, tờ báo New York Times. Nó post lên, post ngày nào? Post ngày, để coi coi. Đây, nó post ngày 21 tháng 4 năm 2020. Ông nội ơi, trời ơi, ông Trump, ổng là người ký cái thông cáo hành pháp này. Ổng chưa ký, mà cái đám truyền thông, ngay New York Times, nó biết được là ổng sẽ ký cái gì. Oh my goodness, nó kêu là nè, ổng sẽ block cái thẻ xanh, rồi ổng đủ thứ hết. Ổng làm nè, nè. Dịch ra để coi quý vị đọc, quý vị hiểu coi nói sao nè. Nè, Trump tạm dừng các thẻ xanh mới, nhưng ủng hộ lệnh cấm nhập cư rộng hơn. Oh my god. Thế là làm cho ở bên đây người ta nhao 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 lên. Ơ trời ơi, chưa có thẻ xanh, sợ quá, bây giờ làm sao đây, không có thẻ xanh, không đi làm được, không đi lấy xe được. Đủ thứ trên cuộc đời này hết. Đó, bởi vậy, khi chúng ta... Cái tin tức gì, ông Trump ông chỉ mới viết trên cái Twitter của ổng thôi vào ngày tối ngày 20, ngày 21, à tối ngày 20 chứ hả, phải không? Để coi lịch, ổng viết trên Twitter của ổng tối ngày 20, phải không? Rồi sáng ngày 21 ổng có cuộc họp báo, ổng thông báo rõ ràng là ổng sẽ làm vậy. Nhưng mà ổng có nghĩa là ổng đã đăng, ổng nội dung chưa, Nhà Trắng họ cũng thông báo là chưa có một cái thông tin chính xác nào về cái thông cáo hành pháp này hết á. Nhưng lúc đầu ông nói là ông sẽ ký cái executive order, nhưng mà cuối cùng ông lại ký cái proclamation order. Nó cũng giống nhau thôi chứ đâu khác nhau gì đâu. Nhưng mà cái vấn đề đây là cái gì? Ông chưa nói là ông làm cái gì. Và các đám truyền thông thổ tả ở đây nó đã biết rồi.
là nó đoán trước, đoán già đoán non để chi? Nó gây xáo trộn dư luận, không? Nó làm cho gì? Làm cho những cư dân ở Mỹ này bắt đầu ghét ông Trump. Tại vì sao? Con người mình nó ngộ lắm quý ông bà và anh chị em, cái gì cũng sở lợi nhưng mà đụng tới quyền lợi cái coi là nhảy tưng 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 lên liền. À, nhất là những người nhập cư Mễ nè, Việt Nam nè, Mỹ Đen nè, nhiều lắm ha qua đây. Mà ông Trump ông không cấp thẻ xanh có phải ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người mới qua không? Đó, cho nên là nó ghi xáo trộn dư luận để làm cho người ta ghét ông Trump để chi? Tháng 11 này không có bỏ phiếu cho ổng. Nhưng mà lộn rồi, trong cái thông cáo hành pháp của ông Trump nói rất rõ, không hề nhắc đến vấn đề thẻ xanh nha quý vị nha. Cho nên chúng ta lưu ý một chút về khoản này. Chưa hết đâu, ở đây ha, ở bên Mỹ này đã đành, ghét ông Trump đã đành, mấy ông nội bên Việt Nam nữa ăn theo, thấy không? Đây, thế giới Việt Nam báo đảng. Bởi vậy ta nói á, mấy cái ông báo đảng ở bên Việt Nam á, là nhà nước Cộng sản Việt Nam á, mấy ông ăn theo không à, mà ăn theo không biết cách nữa. Ăn theo á, mà đọc cái gì đâu, nghĩ sao vậy? Ông Trump ổng ký ngày 22 mà đọc cái bài báo của New York Times ngày 21 mà cũng copy theo nữa. Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hạn chế nhập cư, tạm dừng cấp mới thẻ xanh. Nghe cái nhột liền à. Rất là nhiều người bên Việt Nam gọi qua đây cho John hỏi: trời ơi, mẹ em qua bên đó rồi, bây giờ không cấp thẻ xanh sao được anh John? Bởi cho mới nói hả, em yên tâm đi, trong cái thông cáo hành pháp của ông Trump á, không có cái ông nói cái gì mà về vấn đề thẻ xanh hết trơn á. Cho nên là cứ yên tâm, thẻ xanh vẫn được cấp bình thường. Và các mấy ông luật sư bên đây, mấy ông dịch vụ bên đây làm ơn trước khi nói cái gì cho thân chủ, làm ơn tìm hiểu. Mấy ông đừng nghĩ là mấy ông là luật sư rồi mấy ông muốn nói cái gì mấy ông nói. Mấy ông nói rồi, có một vài luật sư bên đây cho nghe nói là cái gì mà không không có ảnh hưởng, visa vẫn được cấp, visa vẫn thế này, visa kia, chỉ là block cái issue cái thẻ xanh thôi. Oh my god, mấy ông nói như vậy là mấy ông hại chết thân chủ của mình. Cho nên tôi nói luôn, cho nên nói thẳng luôn với các giới luật sư bên đây, trước khi nói cái gì mấy ông cũng phải tìm hiểu cho thiệt là kỹ, đọc cho kỹ cái thông cáo hành pháp của ông Trump nói cái gì, ban bố cái gì, nội dung ra sao, để mấy ông đưa đến cho thân chủ của mình một thông tin chính xác. Mấy ông đừng có làm vậy, mấy ông giết thân chủ của mấy ông. Cho nên cho rất là giận khi mà nghe bên đây cho nói một đằng, sau đó mấy ông nói một nẻo. Cho nói cái gì cho luôn đưa ra những dẫn chứng chính xác cụ thể để cho quý vị hiểu được cái vấn đề, chứ không phải là cho nói theo kiểu nói nhăng nói cuội nói đại nữa. Không, nếu mà nói đại thì ngày hôm qua đó câu view câu like, ừ đúng rồi, có nhiều người nói là câu view câu like. Nếu tôi câu view câu like á, thì tôi làm cái video clip này từ hôm qua cho nó hot rồi, chứ tôi đâu có chờ đến chiều ngày hôm nay. Cái này nó ký ngày hôm qua, tôi chỉ cần lên tôi nói chừng dăm 3 phút thôi, tôi bưa lên cái đưa cái giật tít lên cái đưa là tổng thống chung vậy, cái là bắt đầu tôi câu được cái view cái like liền. Tôi đâu có rảnh đâu mà tôi đi câu view câu like, đúng không? Tôi muốn đưa thông tin đến cho thân chủ của mình, hoặc là những người không phải thân chủ của tôi nhưng mà là khán giả cho cái kênh của tôi. Cho nên khi mà họ câu vô là họ phải tiếp nhận cái thông tin chính xác nhất nha quý vị nha. À, nãy giờ nói nếu mà có những cái gì mà nó hơi bức xúc quá, mà nó hơi hơi nóng nảy chút xíu, quý vị thông cảm bỏ qua. Nhưng mà tại vì á, về cái thông cáo hành pháp này nó quan trọng lắm, những cái người nào áp dụng, những người nào không áp dụng nó cũng rất là quan trọng. Cho nên là quý vị hãy cảm ơn quý vị đã theo dõi để mà chúng ta biết được rằng là cái gì cần, cái gì không cần nha, cái nào được áp dụng, cái nào không được áp dụng và không áp dụng cho những ai. Và tất nhiên cái thông cáo hành pháp này cũng không dành cho những người mang quốc tịch Mỹ, thì quốc tịch Mỹ họ là công dân Mỹ rồi, muốn đi ra đi vô đó là quyền của họ nha. Ông Trump mà muốn ký cái này, ông muốn bảo vệ những người là công dân Mỹ nhưng là thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, là ông muốn những người đó có công ăn việc làm trước để mà sẵn sàng để mà đón chào những cái người nhập cư mới qua đây vậy thôi à, chứ không có vấn đề gì hết nha quý bà và anh chị em nha. Rồi, những cái lời chia sẻ vừa rồi của Johnny hôm nay, Johnny ngồi đây không có phải là quay một chương trình Kai Immigration như mọi lần, nó không có chuẩn bị gì hết, rất là bừa bộn và như một cái áo thun mặc vô để mà chia sẻ với quý vị thôi. Cho nên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video clip này và hy vọng là sẽ đem đến những thông tin bổ ích cho quý vị. Cho nên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video kế tiếp.